Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Trước hết là tin Quốc hội và Tòa Bạch Ốc bắt đầu thương thảo trần nợ và ngân sách. Cuộc thương thảo chi tiết về nâng trần nợ 31.400 tỷ đô la bắt đầu hôm thứ Tư với phía Cộng hòa tiếp tục nhấn mạnh cắt giảm chi tiêu một ngày sau cuộc họp đầu tiên trong 3 tháng qua giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Không còn nhiều thời gian để tránh cuộc vỡ nợ lịch sử, được Bộ Tài chính cảnh báo có thể xảy ra ngay từ ngày 1 tháng 6. Một số lĩnh vực thỏa hiệp tiềm năng xuất hiện sau cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, bế tắc làm chấn động các nhà đầu tư khi Wall Street lo ngại về rủi ro của cuộc vỡ nợ chưa từng có tiền lệ. Cũng hôm thứ Tư, Bộ Tài chính cho hay số tiền thu thuế trong tháng Tư giảm, một yếu tố có thể tăng áp lực lên Quốc hội phải đạt được thỏa thuận trần nợ kịp thời. Bà Maya McGuinness, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Committee for a Responsible Federal Budget cho biết, nguồn thu thuế giảm chính là tin chúng ta không cần ngay lúc này. Đây là lời cảnh tỉnh cho các nhà lập pháp, mà cho hay tháng 4 là một trong vài lần Bộ Tài chính ghi nhận thặng dư. Khi Hoa Kỳ vay mượn 4.2 tỷ đô la một ngày trong năm tài chính này, một số nhà lập pháp lạc quan về cuộc thương thảo. Dân biểu Frank Lucas cho biết phía Cộng hòa tại Hạ viện có thể không đạt được mức cắt giảm ngân sách họ đề nghị, nhưng có thể tìm được điểm chung để ngăn chặn chi tiêu quá mức của phía Dân chủ. Ủy ban Thượng viện chấp thuận dự luật an toàn đường sắt. Mới đây, một Ủy ban Thượng viện hôm thứ Tư chấp thuận dự luật an toàn đường sắt được đưa ra sau vụ xe lửa chở hàng đã trật đường ray tại East Palestine của Ohio. Nhưng chưa rõ số phận của dự luật do gặp phải sự phản đối mạnh từ bên phía đảng Cộng Hòa. Dự luật sẽ tăng kiểm tra xe lửa chở vật liệu nguy hại, bắt buộc sử dụng công nghệ để phát hiện khiếm khuyết trên đường ray và phạt nặng các công ty đường sắt để xảy ra tai nạn. Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua dự luật một ngày sau khi Norfolk Southern hứa hẹn thành lập quỹ cho người dân gần khu vực xe lửa trật đường ray tại Ohio để bù đắp giá trị nhà giảm kể từ vụ tai nạn hồi tháng 2. Giám đốc điều hành Alan Shaw của Norfolk Southern cho biết rằng công ty sẽ bồi thường cho các chủ nhà trong phạm vi 8 km nếu họ bán nhà với cái giá thấp hơn định giá trước của vụ trật đường ray. Công ty sẽ bắt đầu bồi thường trong vòng 1 năm. Ngày 3 tháng 2 vừa qua, có 38 toa trật đường ray tại East Palestine, trong đó 11 toa chở hóa chất, một số tràn ra sông suối gần đó. Gần một nửa thị trấn, 5.000 dân đã phải di tản khi các nhà chức trách đốt hóa chất để ngăn chặn vụ nổ ngoài tầm kiểm soát. Hình ảnh khói đen dày đặc và câu chuyện về các gia đình buộc phải di tản khiến cho các nhà lập pháp kêu gọi hành động để cải thiện an toàn đường sắt. Hơn 10.000 di dân vượt qua biên giới mỗi ngày. Hàng ngàn di dân vượt biên giới sang Hoa Kỳ trong tuần này trước khi một quy định mới có hiệu lực, trong đó cấm phần lớn những người vượt biên giới trái phép xin tị nạn, trong khi những người khác tập trung bên phía Mexico giữa hoang mang về chính sách của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ công bố một quy định hôm thứ Tư, trong đó nói rằng đa số di dân không đủ điều kiện xin tị nạn nếu họ đi ngang qua các nước khác mà không xin tị nạn ở đó trước, hoặc nếu họ không sử dụng những con đường hợp pháp để nhập cảnh Hoa Kỳ. Quy định mới là một phần quan trọng trong chính sách biên giới của Tổng thống Biden. Khi quy định thời COVID thường được gọi là Title 42 sẽ kết thúc từ thứ Năm, hôm nay. Theo Title 42 được áp dụng từ tháng 3 năm 2020, nhiều di dân vượt biên giới sẽ nhanh chóng bị trục xuất về Mexico, không có cơ hội xin tị nạn ở Hoa Kỳ, nên nhiều người vượt biên nhiều lần. Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas cho hay quy định mới sẽ để lại hậu quả nặng nề hơn đối với di dân vượt biên giới trái phép và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong 5 năm nếu họ không đủ điều kiện xin tị nạn. Trong cuộc họp báo ở Washington, ông Mayorkas nói rằng vượt biên giới trái phép là vi phạm luật pháp và những người không đủ điều kiện xin tị nạn sẽ nhanh chóng bị trảm về. Di dân tập trung ở Mexico gần nhiều khu vực biên giới khác nhau, nhiều người không biết khi nào nên vượt biên. Hình ảnh từ drone cho thấy những đám đông lớn tụ tập tại hàng rào biên giới gần El Paso, Texas. Bộ trưởng Tư pháp California mở cuộc điều tra dân quyền tại sở cảnh sát Antioch. Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta vào hôm thứ Tư công bố mở cuộc điều tra dân quyền tại sở cảnh sát Antioch. Giải thích lý do điều tra, ông có nhắc đến scandal tin nhắn kỳ thị chủng tộc giữa các cảnh sát, sử dụng vũ lực thái quá đối với cộng đồng da màu và để cho chó cảnh sát cắn thường dân. Ông nói rằng đây là việc đáng lo ngại. Cuộc điều tra sẽ xác định chuyện gì đang xảy ra tại sở cảnh sát Antioch.
Ông Bonta cho biết là cảnh sát Antioch bội tính nên bộ sẽ mở cuộc điều tra dân sự. Bên cạnh cuộc điều tra hình sự của FBI và văn phòng, công tố quận hạt Contra Costa. Tính cho đến nay, có 38 cảnh sát của Antioch được cho nghỉ phép vì cuộc điều tra đang diễn ra. Tuần trước, cảnh sát trưởng Stephen Ford cho biết rằng ông hoan nghênh sự giám sát bên ngoài. Mặc dù ông Bonta nói rằng không ai từ sở cảnh sát đề nghị văn phòng ông mở cuộc điều tra này. Thị trưởng Lam Mathorff cho biết rằng ông muốn cảnh sát trưởng sa thải toàn bộ những cảnh sát viết và gửi tin nhắn kỳ thị chủng tộc. Ông Bonta cho biết là một sắc lệnh hoặc giám sát viên độc lập do tòa chỉ định có thể là phù hợp cho việc giám sát cải cách. Văn phòng sẽ xác định chuyện gì đang xảy ra và cần phải làm gì để giải quyết. Trung sĩ lục quân lãnh án 25 năm tù vì giết người trong cuộc biểu tình Black Lives Matter. Một trung sĩ lục quân bị kết án 25 năm tù ở Texas hôm thứ Tư vì đã giết chết một người tại cuộc biểu tình phản đối sự tàn ác của cảnh sát năm 2020. Tháng trước, Daniel Perry bị xác định phạm tội bắn chết Garrett Foster, 28 tuổi, cựu quân nhân không quân Hoa Kỳ, tại cuộc biểu tình Black Lives Matter ở Austin, Texas. Cuộc biểu tình diễn ra vài tháng sau khi cảnh sát sát hại ông George Floyd ở Minneapolis. Perry nói rằng anh tự vệ khi bắn Foster. Nhóm bào chữa của anh cho hay anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nổ súng khi Foster chĩa khẩu AK-47 vào Perry. Sau bản kết tội của Perry, Thống đốc Greg Abbott cho biết ông sẽ đề nghị ân xá anh ta. Ông nói rằng luật Stand Your Ground của tiểu bang biện minh cho hành động của Perry do bồi thẩm đoàn hay công tố viên không thể vô hiệu nó. Phía công tố đề nghị bản án 25 năm tù, trong khi phía bào chữa đề nghị 10 năm. Các luật sư bào chữa của Perry cho hay ông không đồng ý với bản án, nhưng sẽ tập trung vào kháng cáo và hợp tác với quy trình ân xá của tiểu bang. Vụ nổ súng xảy ra khi Perry đang lái xe cho Uber, gặp phải nhóm người biểu tình, trong đó có Foster, đang diễn hành ở khu trung tâm thành phố. Foster và nhiều người khác đến gần xe của Perry sau khi chiếc xe dừng lại. Người biểu tình khai với cảnh sát họ lo sợ khi bị chiếc xe tấn công. Dân biểu John Santos bị truy tố tội gian lận và rửa tiền. Dân biểu John Santos vào hôm thứ Tư cam kết sẽ đấu tranh các tội danh gian lận, rửa tiền, trộm công quỹ. Đòn mới nhất mà giáng vào vị dân biểu bên Cộng hòa mới đắc cử. Sau khi ra trước tòa án tại Central Islip của New York thì ông Santos nói rằng đây là cuộc săn phù thủy và ông sẽ đấu tranh đến cùng. Cáo trạng 13 tội danh truy tố ông Santos tội lừa gạt người ủng hộ khi dùng công quỹ để chi trả cho chi tiêu cá nhân và nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi có việc làm. Cáo trạng cũng đã cáo buộc ông khai mang với Hạ viện về tài sản, thu nhập, trách nhiệm của ông. Các lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ chờ kết quả xét xử trước khi đưa ra quyết định đối với ông Santos. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho hay rằng ông không ủng hộ ông Santos tái tranh cử. Ông Santos nộp tiền bảo lãnh tại ngoại $500,000 và sẽ trở lại tòa trong ngày 30 tháng 6. Điều này có nghĩa là ông có thể trở về Washington và bỏ phiếu tại Hạ viện. Theo điều kiện tại ngoại, ông đồng ý giao nộp lại passport và hạn chế đi lại. Công tố viên liên bang cho hay họ có bằng chứng về hành vi gian lận. Công tố viên Brian Peace nói rằng ông Santos nhiều lần không thành thật và lừa gạt đã lọt vào Hạ viện và tư lợi cá nhân. Chính dân biểu bên đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ông Santos từ chức, trong đó có 6 dân biểu từ tiểu bang New York. Nhưng dân biểu Steve Scalise cho hay là đảng Cộng hòa vẫn chưa phán xét ông Santos. Ông Scalise nói rằng, tại Hoa Kỳ, chúng ta có giả định vô tội, nhưng đây là những tội danh nghiêm trọng và ông Santos sẽ được xét xử theo luật pháp. Và đó đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ, sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.